đò kênh ngang. Hôm nay Ấm áp miền Tây đưa mọi người đến tham quan bến đò kênh ngang nha. Dạ, mình đi qua bên đó là Cao Lãnh nha cả nhà ơi. Cao Lãnh, Thanh Bình, Hồng Ngự nữa ha. Dạ vâng. Đây là bến đò kênh ngang. Anh ở đây có phải là mình xã Bình Phước Xuân không anh? Dạ dạ, Bình Phước Xuân. Và còn đây là bến đò đưa bà con mình qua bên kia là Đồng Tháp nha cả nhà. Đây xa kia là Kim thấy có một chiếc đò đang chuẩn bị cập bến nè. Phải nói là mình đi ghi hình rất là nhiều bến đò rồi, nhưng mà không thuộc dòng sông á cả nhà, mong cả nhà thông cảm nha. Cho nên là đi đến đâu và lần nào cũng phải hỏi thăm.
về vùng quê sông nước thì có rất nhiều bến đò để nối liền giữa hai tỉnh. Và đây là bên phía bên đây mình đang đứng là ở An Giang nha cả nhà ơi, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới An Giang ha. Và còn sang bên kia, dạ sang bên kia là mình là Đồng Tháp nha cả nhà. Qua đâm in đó rồi mình có thể mình đi về huyện Thanh Bình nè, hay là mình rẽ phải thì là mình sẽ đi về Cao Lãnh. Dạ vâng, nối liền giữa hai tỉnh trên con sông Tiền này, và qua những bến đò này thì sẽ nối liền hai bờ cho bà con mình tiện hơn khi đến những nơi mình cần đến gần hơn và tiện hơn cả nhà ha. Kim rất thích ghi hình những bến đò, bởi vì những bến đò và dòng sông rất là dễ thương ạ. Thật là êm đềm, cứ xuôi ngược đưa bà con mình qua lại như vậy. Dạ, Kim thích khám phá những bến đò, những dòng sông và những nơi mình muốn đến để cho bà con mình biết để lựa chọn, dễ dàng lựa chọn những bến đò nào mà mình đi tiện hơn hết cả nhà. Dạ. Như Kim nghĩ thì chắc có lẽ cũng bến đò này cũng ít khách, cho nên là lâu lâu thì cũng mới có một chuyến. Dạ. Xa kia thì Kim thấy cũng có một chuyến sắp sửa cập bến này nè. Thường thì theo như Kim biết là như vậy, vào những ngày lễ Tết thì bà con mình về thăm quê hay hoặc là đi làm để về trở về với gia đình, đi làm ở xa trở về với gia đình, thì đến thời điểm đó thì là các bến xe bến đò mới đông hơn, còn như thường ngày này thì cũng bình thường thôi ạ. Cũng không có đông, không có nhiều như về cuối năm lễ Tết hay hoặc là những ngày lễ ngày Tết đâu ạ. Thì Kim cũng xin tạm dừng video của mình ở đây nha. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu thương đồng hành cùng với kênh Ấm Áp Miền Tây ạ. Giờ đây xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những lúc sau. Xin chúc tất cả bà con mình xuôi ngược trên khắp khắp nơi sang sông vào những chuyến đò này được thuận lợi bình an ạ. Thật nhiều sức khỏe và luôn an lành hạnh phúc trong cuộc sống nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.